khi khi gọi mà mình kiểu mình thu nhỏ cái trình duyệt á thì nó sẽ hiện một cái thông báo đó, US Renew Interview, thì sau đó thì mình cứ bấm vô mình vô interview, còn không mình reject nó sẽ tắt. Còn cái tính năng share thì có dấu ba chấm ở đây, mình bấm vào start share screen, start now. Đó, mình có thể coi những cái gì liên quan đến share screen ở đây. Xong thì mình stop share screen, quay lại camera. Ok. Tiếp theo là tính năng lúc mà mình tắt beep á, thì khi ra ngoài nó sẽ hiện một cái beep khác, beep kiểu khác. Hồi nãy là beep trong app, bây giờ là beep ở ngoài như thế này. Đó, mình có thể di chuyển tới đây rồi, mình có thể vô cái app khác vẫn nói được. Khi mà Khi người mà ta người ta tắt tắt máy máy thì thì không, khi khi mà mà người người ta ta bắt bắt máy máy thì thì nó nó sẽ sẽ hiện hiện cái cái hình hình của của người người ta, ta, hình hình của của mình, mình. và Rồi mình mình có có thể thể bấm bấm vô vô để để vô vô lại lại vô lại.